快乐父子俩。儿子的头大手儿小，爸爸的头小手儿大，大手牵小手走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。手儿大，大手牵小手，走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。儿子的头大手儿小，爸爸的头小手儿大，大手牵小手，走路不怕滑，走呀走呀走走走走，转眼儿子就长大。哟呼，bố đầu nhỏ con đầu to tập 63. Món quà tuyệt nhất. Hôm nay là sinh nhật mẹ Tạp về. Mình phải tặng mẹ món quà tuyệt vời nhất. Mẹ Tập về, đây là món quà sinh nhật anh tặng em. Quá đẹp quá. Chiếc váy này em đã muốn mua từ lâu nhưng mãi không dám mua. Anh biết em thích mà. Cảm ơn bố đầu nhỏ. Mình tặng quà gì cho mẹ thì được đây? À, còn một chiếc bánh quy hình con vật. Hôm qua ở nhà trẻ mình chưa nỡ ăn, lén giữ lại về nhà ăn. Không được, mình không thể ăn. Bánh quy ngon như vậy, mình phải dành cho mẹ. Em yêu, chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn anh đã tặng em nhiều món quà như vậy. Ngon quá đi. Món quà của mình lần này chắc chắn bố đầu nhỏ không nghĩ đến. Mình đã luyện tập rất nhiều lần rồi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Quà của mình lúc nào cũng thua bố đồ nhỏ. Em yêu, chúc mừng sinh nhật em. Hay quá. Mẹ Tập về, em vừa ước gì thế? Em ước gia đình mình hàng ngày đều sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Bố đầu nhỏ luôn khỏe mạnh. Con đầu to. Sao hôm nay không thấy con đầu to đâu? Đúng rồi, con đầu to đâu ta? Có không?
Không có. Mẹ tập về. Con đầu to, đây là bông hoa đẹp nhất trong khóm hoa. Vì mẹ của con là đẹp nhất. Chúc mẹ tập về sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn con trai yêu của mẹ. Mẹ tập về ơi, mẹ có thích món quà con tặng không? Thích chứ, cốt ở tấm lòng mà. Đúng vậy, cả nhà ta ở bên nhau chính là món quà tuyệt vời nhất mà chúng ta nhận được. Hậu quả của nói dối. Xem ai còn dám gọi tao vậy. Con đồ to, dậy thôi. Đến giờ đi nhà trẻ rồi. Làm thế nào mới không phải đi nhà trẻ? Chăm chỉ đi nhà trẻ mới là đứa bé ngoan. Không muốn đi là không muốn đi. Không đi nhà trẻ, bố sẽ giận đấy. Có thể nói mình bị ốm mà. Không được nói dối. Nói dối không phải trẻ ngoan. Con đồ to, dậy thôi. Bố đã chuẩn bị bữa sáng thơm lừng cho con đây. Bố đồ nhỏ ơi, con bị đau bụng. Đau quá đi mất. Con đồ to bị ốm rồi. Làm sao giờ? Mẹ tập về sang nhà bà ngoại chưa về? Ây da, đau bụng nên uống thuốc gì nhỉ? Đúng rồi, hình như mẹ tập về từng nói. Ây da, đau chết mất, đau quá. Đúng rồi, mẹ tập về từng nói là trẻ con uống thuốc nhiều không tốt. Đau bụng có thể là cảm lạnh. Lấy túi nước ấm chườm bụng thử xem. Bố đi lấy nước nóng, con đừng làm gì nhé. Bố mắc lừa rồi. Ây da, đau bụng quá. Này, con đồ to, chườm bụng bằng nước ấm sẽ khỏi. Mau lên. Phân tán sự chú ý. Thế nào, đỡ hơn chưa? Con hơi khó thở. Hả? Hô hấp khó khăn à? Lần này đỡ chưa? Thế nào? Đỡ rồi, con muốn xuống nhà hít thở không khí. Nhưng chóng mặt quá, con đừng cử động. Bố cõng con xuống nhà, được không? Nào, con đồ to, con nhất định phải mau khỏe lại nhé. Bố đồ nhỏ ơi, con ăn chút bánh kem vào là sẽ khỏe lên thôi. Trong tủ lạnh có, bố đi lấy luôn. Bố đồ nhỏ ơi, bố không sao chứ? Con đồ to, con đã dễ thở hơn chưa? Khá hơn rồi ạ. Có điều trong bụng con nóng như lửa đốt. Có dưa hấu ướp lạnh ăn thì tốt. Dưa hấu ướp lạnh, bố đi mua. Bố đồ nhỏ lại mắc lừa rồi. Sao bố đồ nhỏ vẫn chưa về nhỉ? Mưa từ khi nào vậy? Ai đấy? Bố đây, con đồ to. Con trai, bố mua dưa hấu về rồi đây.
Bố đầu nhỏ ơi, con sai rồi. Bố bị ốm rồi. Đừng trách con. Đừng có trách tôi. Bố tự dầm mưa chứ. Đã bảo nói dối sẽ gây họa rồi. Đều tại con không tốt. Con sai rồi, làm bố bị ốm. Không sao, con đồ to à. Không sao đâu, đừng. Bố ơi, thực ra con không bị ốm. Con chỉ không muốn đi nhà trẻ thôi. Con đã nói dối. Sau này con không nói dối nữa đâu, bố đầu nhỏ ơi. Con biết lỗi rồi. Con đồ to, bố không trách con. Nhưng con nói được phải làm được, biết chưa hả? Bố đồ nhỏ yên tâm, con nhất định nói được làm được. Được, nói là làm. Được, nói là làm. Biết sai biết sửa là đứa bé ngoan. Bố không giận con đâu.